Ba đoàn công tác của Bộ Công Thương bao gồm mỗi đoàn một đồng chí thứ trưởng làm trưởng đoàn và đại diện 4 đơn vị: Tổng cục Quản lý thị trường, vụ thị trường trong nước, Thanh tra Bộ, vụ pháp chế. Về nội dung làm việc, đoàn tập trung kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, bao gồm cả thương nhân kinh doanh xăng dầu, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng chỉ tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thực hiện không đúng quy định, đặc biệt là các cơ sở đóng cửa, có dấu hiệu găm hàng, không thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Bộ trưởng nhấn mạnh, quá trình kiểm tra, các đoàn công tác không được gây khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp hoạt động bình thường, chấp hành đúng pháp luật, chỉ tập trung vào những đơn vị làm không đúng, có dấu hiệu vi phạm, thoái thác nhiệm vụ, nghĩa vụ cung ứng xăng dầu. Hoạt động của các đoàn công tác không chỉ thể hiện trách nhiệm quản lý nhà nước tới lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, mà thông qua việc thực hiện giám sát để truy gốc rễ vấn đề, từ đó có những giải pháp tháo gỡ phù hợp, kịp thời. Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các địa phương phối hợp với các đoàn công tác xử lý nghiêm minh các sai phạm. Nhấn mạnh về chức năng của đoàn công tác này, Bộ trưởng cho rằng các đoàn trên không phải là đoàn kiểm tra nhưng có chức năng giám sát và đặc biệt không gây khó dễ cho doanh nghiệp và không phải doanh nghiệp nào cũng kiểm tra. Cán bộ nào thuộc đoàn công tác vào kiểm tra, giám sát gây khó dễ cho doanh nghiệp thì sẽ bị xử lý nghiêm. Nhiệm vụ của ba đoàn công tác sẽ giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có biểu hiện vi phạm, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng, không có lý do chính đáng, giảm thời gian bán hàng sai quy định.